Theo sử sách ghi chép lại, vào năm 991, khi ngự thuyền rồng dọc theo sông sắt tới khu vực Thiết Lâm, Cái Nành, vua Đinh Tiên Hoàng thấy nơi đây thế đất đẹp, nên sau đó đã cho ông Ninh Hữu Hưng, một quan đại thần và người thợ mộc giỏi, ở lại đất này khai hoang, lập ấp và truyền nghề. Người dân La Xuyên tôn ông là Đinh Điển Quan, Lão La Đại Thần. Nghề chạm khắc gỗ do ông truyền dạy đã trở thành nghề truyền thống của La Xuyên từ hơn nghìn năm nay. Người dân nơi đây thờ ông là tổ nghề và thành hoàng của làng. Tại đình có một tấm bia nhỏ ghi La Thần Linh Tích Lê Triều Thái Hòa Nguyên Niên 1443 hiển tích, Nguyễn Triều Khải Định Giáp Tý 1924 tu tạo. Đình được xây dựng theo hình chữ đinh. Tòa tiền đường gồm 3 gian, được làm theo kiểu trồng diêm 2 tầng 8 mái. Tiền đường được thiết kế theo phong cách trồng giường giá chiêng, gánh đỡ các bộ phận vì là 4 hàng cột lim to khỏe, có đường kính 50cm. Tại đây, các cấu kiện gỗ như câu đầu, xà thượng, xà hạ, con giường đều được soi chỉ, điểm các hàng lá lật mềm mại, tất cả kết hợp cùng những nét cổ kính uy nghiêm. Đình La Xuyên nằm quay về hướng Tây, bao quanh là cánh đồng, các công trình phụ trợ như hồ Bán Nguyệt, hệ thống nghi môn, vườn cây đều được bố trí hài hòa, tạo nên một cảnh quan tuyệt mỹ. Bao quanh khuôn viên ngôi đình là hệ thống tường gạch, tạo nên một không gian kiến trúc hoàn chỉnh. Nối tiếp tiền đường là trung đường và chính tẩm. Cũng giống như tiền đường, hai tòa này cũng được làm hoàn toàn bằng gỗ lim. Đây chính là nơi thể hiện rõ tay nghề, tài hoa của các nghệ nhân làng nghề La Xuyên. Các hình tượng rồng, tứ quý, tứ linh trên các cánh cửa, các bộ vì được chạm bong, chạm lộng với kỹ thuật gia công cầu kỳ, tỉ mỉ, sắc nét. Nằm về phía bắc của đình La Xuyên là ngôi phủ thờ mẫu, được thiết kế theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh. Hệ thống vì gỗ lim tại công trình này cũng được làm theo kiểu trồng giường giá chiêng, chạm khắc các đề tài tứ quý, tứ linh, lá lật với nhiều kiểu dáng, đường nét khác nhau, thể hiện tính sáng tạo, trình độ điêu luyện của một làng nghề truyền thống. Đình phủ La Xuyên là nơi lưu trữ, thể hiện nét tài hoa của những nghệ nhân chạm khắc gỗ, kế thừa nghề truyền thống do Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng truyền dạy. Chính vì những nét hoàn mỹ, độc đáo về mặt kiến trúc và cảnh quan của ngôi đình mà cố kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện khi còn sống đã có đề nghị đưa đình La Xuyên vào danh mục bảo tàng nghệ thuật cổ của vùng Sơn Nam. Đình La Xuyên cũng là nơi lưu trữ những nét đẹp văn hóa làng nghề từ hơn nghìn năm. Theo tục lệ hàng năm, vào dịp giao thừa, mọi người lại gia đình gặp nhau, hòa giải xích mích trong năm và chúc nhau năm mới gặp nhiều may mắn. Thời khắc giao thừa, dân làng mang đuốc gia đình, lấy lửa về sông nhà với mong ước ngọn lửa sẽ xua tan cái cũ, mang lại hồng phúc cho một năm mới, làm ăn phát đạt. Kiên quốc, khẩn đất thương dân, truyền tình hoa nghề mộc. Lễ hội dân gian làng nghề được tổ chức vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, cứ cách 3 năm vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì lễ hội được tổ chức to hơn các năm khác. Lễ hội không chỉ là dịp vui xuân, thưởng thức các trò chơi dân gian mà còn là cơ hội để những người dân La Xuyên xa quê được hòa mình vào những nét thuần phong mỹ tục của quê hương, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Đặc biệt trong lễ hội dân gian làng nghề thường tổ chức trình diễn các sản phẩm gỗ do người thợ trong làng chế tác. Buổi trình diễn sản phẩm gỗ mỹ nghệ không chỉ là dịp để những người thợ trao đổi học tập kinh nghiệm của nhau, mà còn là dịp quảng bá sản phẩm của làng nghề, đúng như câu ca lưu truyền: gia nhân con cháu Cái Nành,
dẫu không khoa bảng cũng thành nghệ nhân. Nghe vang đâu đây tiếng máy tiếng cưa, lốc ca lốc cốc tiếng xuôi đục chạm rộn ràng khắp nơi, làng trên xóm dưới, già trẻ gái trai ngày đêm mệt mài. Vai đẫm giọt mồ hôi, mắt sáng ngời niềm vui, khắc chạm trạng tinh thông, thôi hồn từng thơ gỗ. Ngũ phúc chân quy, bái tổ vinh quy, từ quy tứ linh, nét sắc sảo uy linh. Đôi bàn tay tài hoa, truyền khắp xứ Đoài Đông, bao mái cong vút cao, nơi đình chùa uy nghiêm. Kia dãy dọc tòa ngang, bao cung đình rộng mở, mộc mỹ nghệ thăng hoa, hồn thiêng.